Ngô Kiến Huy tái hợp với Sam trong MV mới sau 9 năm kể từ hit Giả Vờ Yêu. Bạn có thể biết cặp đôi Ngô Kiến Huy Sam sẽ già nua như thế nào sau 9 năm. Nhưng dịp sinh nhật của mình 29 tháng 6, Ngô Kiến Huy đã ra mắt ca khúc Cùng Nhìn Nhau Già Nua, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Hiếu. Ngay khi vừa mới ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng giành các thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng, được chia sẻ rộng rãi và thành hot trend Cùng Nhìn Nhau Già Nua trên các trang mạng xã hội. Cùng Nhìn Nhau Già Nua là dự án âm nhạc lớn thứ hai trong năm nay của Ngô Kiến Huy sau Yêu Không Đường Lui song ca cùng Khổng Tú Quỳnh. Vì vậy, Ngô Kiến Huy đã đầu tư châu chuốt từng nội dung, từng góc máy để MV hoàn hảo nhất trong mắt khán giả. Ngô Kiến Huy cho biết thêm, MV lần này sẽ rất dễ thương và mang lại nhiều khoảnh khắc thú vị cho khán giả. MV được Bin Studio ekip thực hiện MV Yêu Không Đường Lui tại Hàn Quốc thực hiện. Ngô Kiến Huy châu chuốt từng góc máy từng cảnh quay. Điều đặc biệt, Ngô Kiến Huy đã mời Sam tham gia vai nữ chính trong MV. Sam cũng là nữ chính của MV Giả Vờ Yêu, là ca khúc hit nhất của Ngô Kiến Huy 9 năm trước. Chàng Bắp cho biết, có nhiều phương án được đưa ra, nhưng cuối cùng, với tựa bài hát Cùng Nhìn Nhau Già Nua, Huy mời lại Sam để mời khán giả xem sau 9 năm hai đứa già nua như thế nào. Nhưng có vẻ với những hình ảnh hậu trường này thì cả hai có dấu hiệu trẻ mãi không già. Và Ngô Kiến Huy cũng hy vọng biết đâu vẫn may ngày ấy quay lại khi MV ra mắt sẽ thành công lớn như MV Giả Vờ Yêu thời đó đem lại. Hiện nay trên YouTube các bạn trẻ đang dành nhiều tình cảm cho bài hát và đã kỳ công làm các MV phê đen của bài hát. Sau 9 năm, Ngô Kiến Huy đã là nghệ sĩ đa năng hàng đầu showbiz Việt, còn Sam cũng đã gặt hái nhiều thành công trong vai trò diễn viên, doanh nhân. Bản thân Sam đã từ bỏ ý định đóng MV minh họa cho các ca sĩ như thời còn hot girl trước đây. Nhưng khi được Ngô Kiến Huy rủ rê vào một dự án đặc biệt, nên Sam quyết định đây sẽ là MV cuối cùng cô nàng tham gia minh họa. MV dự kiến ra mắt cuối tháng 7 sắp tới. Cho mày sao? Con ra sao? Thì em vẫn sẽ.
câu trả lời là có. Anh hãy đến đâu em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút anh cũng lâu lắm rồi. Vợ cho mai sau, con ra sao? Thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Cho dù ta đã mất tất cả lâu để yêu nhau, nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!